Quảng Nam luôn có sự quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chính quyền điện tử. Bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển hướng đến chính quyền số các cấp, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh. Tại hội nghị tập huấn lần này, đại biểu tham dự được nghe Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam báo cáo về các chuyên đề, khái quát chung về chuyển đổi số, tại sao phải chuyển đổi số, thực trạng chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam, những nội dung cần quan tâm về chuyển đổi số ở Quảng Nam. Thông qua lớp tập huấn lần này sẽ góp phần để lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và hiệu quả của chuyển đổi số, từ đó hình thành một số nền tảng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hệ thống thông tin báo cáo, góp phần để các cơ sở hình thành chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, trọng tâm là phát triển và quản lý dữ liệu số.